Ngày 10 tháng 6, Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết, vào tối qua, đơn vị bắt giữ một người đàn ông có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 6, Công an huyện Sốp Cộp phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt một người đàn ông có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại bản Hủy Lệ, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. Người đàn ông bị bắt là Sộng Sáy Vạ, sinh năm 1960, trú tại bản Pú Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. Lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm 30 túi ni lông chứa 5.646 viên ma túy tổng hợp, hay còn gọi là hồng phiến. Tại cơ quan công an, Sộng Sáy Vạ khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên và địa chỉ từ bản Pú Hao về bản cống xã Mường Lạn để lấy 3 triệu đồng tiền công. Trên đường vận chuyển, Vạ bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.